Rồi hôm nay mình cho nó ăn mấy con dế nè các bạn ơi. Rồi cái video trước đó mình nói là video kế tiếp này là mình sẽ cho nó ăn mấy con dế, mà mình thả mấy con dế ra để cho nó tự nhiên nó ăn theo cái kiểu tự nhiên nha các bạn. Rồi mình quan sát nó, mình xem coi nó ăn giống như ngoài tự nhiên coi như thế nào nhé. Ở trên đây mình có mấy con dế nè, mình thả ra ngoài cho nó tự nhiên ăn nha các bạn. Quay cũng ban ngày nè các bạn à, bởi vì mình chiều tối mình bận việc quá mình không có quay được, chứ quay dắt tấm nè em nó một con nó ăn đó, rồi bắt đầu quay xuống cho các bạn xem con nó đang ăn đó. Hãy nấu cho nó được. Thì trong video á, mình mỗi lần mình quay mình có nhờ con mình làm cameraman nó quay cho mình đó các bạn ơi. Bởi vì mình làm cái động tác mình hai tay và làm ra mình không có cầm video mình quay được. Sẵn mỏ nó ăn đó các bạn. Tắp hai con dính được không con? Có lụm nữa. Hai con rồi đó. Các bạn xem video chung vui vẻ nha các bạn. Đây này, con này nó sửa sẵn nó qua nó ăn đó nè. Nó ăn giống như ở bên ngoài tự nhiên đó các bạn. Bởi vì cái lần trước mình mua dế không có, thành ra mình cho nó ăn cái sâu tạm thời đỡ đó. Mà cái con sâu đó, cái con tắc kè của mình hồi nào giờ mình chưa có cho nó ăn. Nó không quen. Nó không có quen hùng rồi, thành ra hôm trước mình sẽ dùng cái cây gấp mình đút nó đó. Chết nhỏ. Nãy giờ ba con rồi đó. Còn... đây là mình có cái con tắc kè bự nhất của mình nè các bạn. Con này là nó cắn cái con này quá, nó đánh nhau quá, thành ra mình để riêng nó ra ngoài này nè. Mình để nó vô mình ngập mấy con này nó sợ, sợ nó sợ. Nó bị căng thẳng cái đầu nó không có ăn mồi được. Được ăn nè. Hôm nay mình cho nó ăn thằng lặng không. Bởi vậy cái bụng nó bành kỳ vậy. Nãy giờ con nhỏ là chưa thấy nó ăn. Nhỏ thì nó đang nhìn. Nãy giờ hai ba có hai con nhỏ chưa ăn á. Hai nhỏ thì cũng dữ. Rồi nó ăn rồi nãy giờ. Bốn thằng con như vậy đó. Bốn hay năm gì á. Ăn quá trời luôn ha. Này vậy cái đuôi nó bị cắn vào hổm rồi các bạn nè. Rồi rồi nó đánh nhau đó thấy không đó. Ê nhìn nó vậy ồ tưởng là nó cắn gì cũng dữ chứ. Tu cái này ăn dế cũng dữ rồi hả cha. Không ăn gì đói sao mà sáng nó mới ăn con thằng lằn rồi hả. Đúng rồi sáng cho nó ăn thằng lằn rồi. Con này tội nghiệp nó quá các bạn ơi, nó bị cái con kia cắn sao không biết nữa, cái chân của nó hoạt động kém rồi nè, bị què bị tật. Không, cái màu nó sáng giới rồi đẹp không dữ phải sáng chứ. Không biết làm sao nó bị cái con đực bự hồi nãy nó cắn nó rồi nè, cái chân nè, hay là nó bị tai biến không biết. Liệt hai cái giò sao. Không ăn gì luôn cha, đúng rồi cha, nó không ăn cho nghiệp. Mấy cái con này nó không có ăn, để mình hỗ trợ cho nó ăn một con nha các bạn ơi nè. Rồi ăn được ăn nữa. Được ăn hoài luôn. Rồi mình quay qua mấy cái con bên đây. Trời ơi nó ăn kìa. Đó. Trời. Con nào mà nó ăn á, con quay ngay cái con đó. Ăn con quay không kịp luôn. Ăn quá nhanh. Quá nhanh hả? Đúng rồi. Trong vòng một giây không là nó ăn xong luôn rồi. Nè, đực nè, đực nè. Trời ơi. Ừ, đực nãy thì cũng dữ trời. Ăn nãy giờ tôi 4-5 con nè. Khủng khiếp luôn, ham ăn. Bự thì như 6 con rồi nè. Ừ. Đây là còn đây mấy con thả tôi luôn, nó ăn luôn. Nhỏ nhìn cha kìa. Nhỏ này nó mập tay. Nhỏ nhìn cha kìa. Nhìn dế nó cười. Vài bữa nữa là nó lộn nè các bạn. Vài bữa nữa nó khai da. Cái con nhỏ kia nhìn nó dế hai người, nó nhóc hết trơn luôn kìa. Ba con năm người con dưới. Đực gì đâu đây. Đực
lại đòi đánh nhau này. Để cái con chúa này nó vô các bạn này. No rồi. Ăn hàng lần không? U nó ăn nữa. Quả trời này 6-7 con rồi đó. Tự động không nó dồn qua đây hết trơn nè các bạn. Dồn qua đây hết rồi nè. Chị nhìn cái con vé nhỏ theo mở con bự kìa. Giữ tội nghiệp nó quá à. Hiền lại luôn kìa, không chịu. Nó hiền lại, nó bị cái con đó nó cắn quá là hiền luôn. Nó cắn thì sao không biết, nó hai cái chân của nó bị mất liệt kìa. Chào bác nó tay không cho các bạn coi thứ gì chưa.